cho các bạn, mình là dược sĩ Cẩm Tú, mình đến từ dược Cẩm Tú Thanh Hóa, và đây là hai số điện thoại bên nhà mình và số điện thoại của mình, thì cố gắng lên cuối cùng người các bạn nhé. Dạo gần đây có xuất hiện lên rộ lên cái sản phẩm xịt sâu răng dành cho trẻ con Mikit. Trước khi xuất hiện cái sản phẩm xịt chống sâu răng này cho trẻ con, thì trong đông y dân gian người ta đã sử dụng cái mỗi lần mà trẻ con đau răng ấy thì có thể sử dụng một số cái loại chấm răng miệng để mà cho làm giảm được cơn đau răng, rồi là viêm răng, rồi sâu răng, để đỡ cái việc là sử dụng thuốc tây quá nhiều. Và đặc biệt là khi mà trẻ con các bạn bị các vấn đề về răng miệng, chúng răng đau răng rồi chân răng rồi viêm lợi vân vân, và khi mà sử dụng những cái dòng có việc thường xuyên ấy thì nó sẽ giúp cho ổn định về răng miệng, đến khi mà đủ cái thời gian đủ độ tuổi ấy thì răng nó sẽ thay được ổn định, và sau khi đủ độ tuổi thay răng ổn định ấy, thì nó sẽ chúng ta sẽ bổ sung canxi để răng cho con chúng ta nó khỏe mạnh hơn. Và một cái giải pháp để mà giúp con chúng ta không phải dùng kháng sinh nhiều, hoặc là có một cái giải pháp để mà xịt hàng ngày để mà cung cấp được lại tái tạo được cái chất trong men răng, làm giảm được cái vi khuẩn sâu răng, do ví dụ như là trẻ con bây giờ nó ăn kẹo nhiều này, hoặc là rất nhiều cái chất thịt cá trứng sữa nhiều thì nó dư axit, cho nên là cái axit nó hình thành quá nhiều thì nó gây ra viêm lợi, viêm răng. Thì cái giải pháp nào để sau những bữa ăn để có thể là bảo vệ răng cho trẻ thì có thể chia sẻ giới thiệu các bạn, đó là sản phẩm Mikit xịt chăm sóc răng toàn diện dành cho trẻ. Đây là một sản phẩm giúp làm sạch khoang miệng, bảo vệ men răng và ngăn ngừa ố vàng trên răng, và đồng thời là chống sâu răng và làm cho răng của trẻ những giai đoạn đầu đời dưới 3 tuổi ấy, khi mà sử dụng hàng ngày thì nó có một cái lượng clo, tức là nó tái tạo được cái men răng để răng con chúng ta nó không bị sâu, nó không bị viêm và nó không bị đi vào tủy. Thì đây có thể nói là cái giải pháp hàng ngày rất là tốt. Và trước khi mà tìm hiểu cái sản phẩm này để mà chia sẻ với khách hàng, thì hiện nay nhà thuốc Cẩm Tú đã đứng và mua cái sản phẩm này bán tại nhà thuốc, và thấy là cái đáp ứng và hiệu quả nó cũng tốt. Đa phần những trẻ em mà thường xuyên có vấn đề về viêm răng ấy, mà thì thường xuyên mà sử dụng cái này hàng ngày ấy, thứ nhất là đối với dùng hàng ngày thì nó có thể giúp cho trẻ là làm giảm được cái tổn viêm đau nhức răng này, rồi là các cái tổn thương về răng lợi, rồi ví dụ như là các cái mảng bám ố vàng hay là những cái gì ấy, thì nó tức là dùng thường xuyên nó cũng có giảm đáng kể. Và nó cũng là một cái sản phẩm mà gần như giống như kem đánh răng, thì dùng thường xuyên hàng ngày ấy, thì trẻ thì những cái trẻ em mà nó nhỏ quá nó chưa đánh răng được ấy, thì nó vệ sinh răng vô thường xuyên vô cùng tốt. Mà cái chứng minh của sản phẩm này là khi mà nuốt vào ấy, thì nó hoàn toàn không gây bất kỳ cái tác dụng phụ nào cả. Còn đối với những cái trẻ mà ví dụ như xuống răng sâu răng thì đây là một giải pháp mà là dùng nó là một cái bổ khí dùng thường xuyên ấy, thì nó sẽ không để giúp cho trẻ là không bị sâu răng. Hoặc là những trẻ mà cũng như các mẹ mà thấy mà con đang bị tổn thương răng rồi, răng nó đang bị sứt bị mẻ đi rồi á, thì cái này nó làm cho làm giảm cái gọi là cái súng răng hoặc là cái đen răng ấy, là giảm giờ nó giảm đáng kể. Và khi mỗi lần thay răng ấy thì cái sản phẩm nó hỗ trợ là để cái răng lìa ra nhanh hơn, và nó ngăn ngừa chống lại cái vi khuẩn gây viêm vào trong tủy và trong xương. Cho nên là sau khi sử dụng cái sản phẩm này thì nhiều gia đình không phải đi lấy tủy nữa, không phải đi làm răng cho cháu nữa, mà chỉ cần dùng cái sản phẩm xịt này hàng ngày để vệ sinh cho nó đầy đủ, xong rồi kết hợp với cái việc là bổ sung đầy đủ canxi cho trẻ hàng ngày thì các vấn đề răng miệng gần như được giải quyết trẻ không được tái phát. Vậy thì cơ chế của sản phẩm này là như thế nào? Đây là cái sản phẩm mà nó ức chế được, tức là nó bằng thành phần hoạt chất của nó bằng thiên nhiên. Khi mà chúng ta ăn xong, cho các con ăn xong ấy, thì mỗi lần chúng ta ăn xong thì chúng ta, ví dụ con chúng ta chơi đánh thời gian thì chúng ta xịt cái này vào khoang miệng và răng của trẻ, thì nó giúp làm sạch khoang miệng, bảo vệ men răng, giảm ố vàng, và nó ức chế được những cái vi khuẩn mà có nhiều axit trong khoang miệng, nó gây trung hòa được axit gây ra sâu răng, súng răng, hà răng. Đấy là cái vi khuẩn do axit quá nhiều nó gây hại răng của trẻ hiện nay. Và đây một cái giải pháp để giúp cho trẻ ngăn ngừa vấn đề nêu trên, chống lại các kháng nguyên của vi khuẩn gây ức chế sự hình thành của vi khuẩn, và từ đó nó làm giảm các loại vi khuẩn bám ở trên bề mặt cái răng, ngăn ngừa hỗ trợ điều trị các vấn đề về sâu răng, chống viêm răng sau khi nhổ răng, cung cấp một lượng clo giúp phục hồi các tổn thương về răng giai đoạn đầu, và bảo vệ men răng giúp làm giảm cái tính axit trong răng, giảm ê bút răng và cung cấp các dưỡng chất giúp cho làm giảm viêm lợi này, nhanh chóng làm lành các vết thương và tổn thương trên răng, giúp răng lợi miệng khỏe mạnh. Cái thành phần của nó thì bao gồm những thành phần như thế nào mà lại nó lại an toàn như vậy mà có thể nuốt được mà không sao, thì các mẹ cứ yên tâm là cái sản phẩm này nó chiết xuất chủ yếu là bằng trà xanh, bằng silicon, bằng tinh dầu hương nhu tía, bằng muối, bằng sorbitol,
và bằng các cái bằng bằng một số cái thành tinh chất clo hoặc là cái kháng thể là lợi khuẩn để bổ sung cho răng để chống lại những cái vi khuẩn xấu cho răng. Và do vậy mà nó cũng là cái sản phẩm không có gây tác dụng phụ gì cả. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy DK Phạm Hoa chi nhánh ở Bắc Ninh và công ty cổ phần dược phẩm Mix là công ty phân phối, đã được cấp phép và được lưu hành trên mọi thị trường thông qua giấy phép của Bộ Y tế và sản phẩm có tem chống hàng giả. Cái cách sử dụng rất đơn giản, đó là cái hộp này các bạn bóc ra, các bạn bóc ra giúp mình lên lấy một lọ lẻ đây, các bạn bóc ra giúp mình, sau đó mỗi lần ăn uống xong ấy, mỗi lần ăn uống xong thì các bạn cho con xúc miệng qua nước muối hoặc là nước lọc gì đó, sau đó các bạn mở cái chai này ra, nó cái khóa mở ra và nắp lại này để vệ sinh cái đầu vòi. Thì mỗi lần xúc miệng xong thì chúng ta bỏ cái đầu này vào trong tủ gần răng của lợn đau, chúng ta xịt khoảng 2-3 hơi, sau đó chúng ta không được ngậm cho con ngậm vào đó hoặc là một số chỗ đau muốn cháo vào thì lấy cái phần bao tay ấy, xoa đều vào cái vùng đầu đau. Thì cái cơ chế của sản phẩm đó là nó diệt vi khuẩn gây viêm, nó làm sạch được khoang miệng và nó làm lành tái tạo được cái vùng tổn thương và nó làm giảm được cái vi khuẩn, bất hòa được vi khuẩn và đặc biệt là nó bổ sung cái chất để tái tạo lại men răng. Cho nên đây là một dòng sản phẩm mà tuy rằng mới ra đời nhưng thời gian vừa qua là nó rất hot trên thị trường và nó là một cái giải pháp toàn diện để mà chúng ta dùng hàng ngày, không gây hại, không gây độc và cũng như là dùng thường xuyên thì nó chăm sóc bảo vệ răng của chúng ta. Và mọi chi tiết chúng ta liên hệ với số điện thoại của người sử dụng trên quầy là 0352 939 4 để được tư vấn thêm nhé. Xin chào các bạn.